Chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đi xem kênh Lung Minh quê tôi nha. Chào cả nhà. Hiện tại thì gia đình Lung Minh quê tôi đang có mặt tại Sóc Trăng nha cả nhà, tại nhà của bạn cu Lão Nhãn. Thì hôm nay được cái lời mời của bạn Thành, cũng chắc cũng hơn nửa năm hả ta? Lời mời này lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mày. Mày lên mới ra bông là mày. Mới ra bông là mày, bữa nay chín gục luôn rồi mới lên tới. Thì cũng được cái lời mời này cũng khá là lâu rồi, nên hôm nay gia đình Lung Minh của tôi quyết định là lên cù lao nhãn để thu hoạch nhãn một bữa. Thì sáng nay lên tới đây cũng khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Giờ này nãy giờ nghỉ ngơi cũng tầm khoảng tiếng tiếng mấy rồi. Nghỉ ngơi khỏe rồi, giờ bắt đầu đi chiến rồi. Cù lao nhãn xuống dưới thì được Lung Minh của tôi là dắt đi hái bồn bồn, mò tôm, mò cá rồi chú anh chị. Thì cù lao nhãn trên đây thì không có được cái đặc sản như vậy, ở trên đây thì chỉ có trái cây là nhiều. Vì nhà mình thì chỉ trồng được ổi với nhãn, nên là mình có cái gì thì mình đãi khách quý cái đó. Này mình dẫn ông anh với tôi, bạn bồn với ông cậu với Dương Tư rồi mình đi hái nhãn với hái ổi. Thì mỗi vùng thì có một cái đặc sản khác nhau, nên mình sẽ giao lưu qua lại. Thì bạn Thành xuống dưới thì sẽ biết được cái này cái kia, trên đây không có. Còn ở dưới thì sẽ lên trải nghiệm lại cái khác. Trên đây trái cây sẽ nhiều. Để bữa xuống như dẫn bẻ một bồn nữa. Nhiều quá. Mò đồng càng. Xuống dưới nó còn lỗ xăm. Lên trên đây, lên đây lên đọt cây. Còn dưới lỗ xăm. Dưới cho lỗ nước phèn. Giờ mình bắt đầu mình xuất phát các bạn. Hôm nay đi thì có cha anh hai, ông cậu với Dương Tư, với Nga, với bồn. Mà chế nhà phụ mẹ để nhà bán đồ. Bố bé ở đâu mà mắc đi xe gì? Dưới vườn hả? Ông chạy xe này luôn nha anh. Giờ thì mình sẽ lên xe để di chuyển xích ra ngoài kia khoảng vài trăm mét à. Đúng 500 mét. Khoảng 500 mét. Rồi, giờ mình đi. Ông qua trả con nè. Rồi ông cậu với anh hai đi chung đi. Đi chung từ hồi khuya tới giờ thì giờ đi chung luôn đi. Ông ơi con chở ông cậu rồi, giờ tới ông cậu chở con đi. Hai mình thấy gì anh? Ừ. Chở qua cho lợi chứ. Rồi chào cậu hai. Rồi sớm giờ kính chào rồi, giờ xin chào lại cậu hai. Có tài cậu hai. Chúc ta đi thành công tốt đẹp ha. Dạ. Đi quay đi cậu đi không nổi. Dạ. Cấp này thì cũng khỏe lại hết ha. Cậu đi được nhưng mà ngồi trên xe là được, chứ còn đi bộ xa đi nữa còn dạ. Đau lắm. Dạ vì cậu hai ở đây nghỉ ha, con đi ở đây chờ con về. Dạ. Em nữa. Dạ. Con chờ cả nhà. Rồi giờ em có đi không? Dạ em ở nhà em canh đồ, em canh món ăn để hỏi cho anh chị về là có đồ ăn. Rồi rồi. Là thành công tốt đẹp ha. Dạ dạ con cảm ơn cậu hai. Thư đi là mình đói đó bạn ơi, cho thư nhà canh cái nồi thịt nữa được. Rồi rồi. Rồi đi bạn. Hiện tại thì di chuyển tới cái chỗ vườn mà có nhãn nha cả nhà. Biết ông mình đưa tôi lên quay rồi vậy nó gắn nó bự đó. Trời ơi cái trái kia kìa. Thánh nhìn nè, trái nè. Trái sa bô vậy. Đúng luôn này nha. Quá trời luôn. Để kiếm mấy trái tiêu à. Thấy vậy chứ trái bự ăn không ngon, mấy trái tiêu nè. Trái bự này bán có giá không chứ? Lúc năm nay thì có giá. Trời ơi. Trời. Đã kìa. Này, đây. Nhãn, cái nhãn này. Ông cậu lên ăn thoải mái nha, ông cậu ngượng hộ không tính tiền sao ông cậu ơi. Cơm khô gan không? Xin mời cả nhà ăn nhãn. Nó ngọt thanh nha. Này mời trái hay trái thôi chứ mời nhiều
mà nhiều ăn nóng nè cả nhà. Cả nhà nóng ruột hay gì? Không phải, cái này ăn nhiều nóng. Máy vô chơi. Mà hình như cái nhãn này là nó cái độ ngọt nó ít hơn mấy nhãn kia nên nó sẽ đó nóng, nóng không hơn không? Nhãn này đúng nó không? Cái vị ngọt thơm quá. Là ngọt lắm. Dạ. Không có bị gắt. Bởi dạ. Vì ăn rất là ngon. Với dạ. Thêm nó khô hơn nghe chứ. Nãy nó khô hơn. Nó giòn ha. Cái nhãn không kêu. Cái nhãn không kêu. Cái nhãn này là nói chung là nó ung điểm nhiều ở trên cây nhiều dưới đây mà đi lụm dưới đất trời ơi không có lụm chứ bự uổng đây còn nữa em mấy trái bự hết biết bự ha để ở cũng bự ờ nó ra hình như suốt luôn phải không để mình bấm đọt là nó ra trái quanh năm luôn mà ở vườn này là trồng mấy loại cây ăn trái vậy bạn? Vườn này thì chỉ có ổi ubi với nhãn thanh nhãn với nhãn sườn tiêu à. Mà nhãn sườn tiêu thì lúc này nó qua đợt. Thấy có như trồng xen mấy cây chanh vô phải không? Đâu mấy cây chanh thì để dành ăn. Ồ quá trái nha. Cái này chưa bọc hả bạn? Không có kẹp bọc. Mà cỡ nào là bọc ta? Cái này vô chưa? Cái này là vừa bọc phải không? Nhưng mà tại mình không có thời gian luôn quá trời làm không kịp. Dạ. Yeah. Bởi ổi này nó ra nhanh lắm. Nhanh lắm. Ở dưới em có trồng một cây mà trái là nó bịch trắng hết trơn luôn. Đây là ở đây cả này cũng bọc được luôn rồi cưng. Này mình không bọc luôn rồi nè. Mình không bọc có bị hư bị sâu gì không chứ? Sâu. Tại cái ổi bây giờ chứ không phải như ổi hồi trước. Hồi trước là nó chỉ cần để đại thôi, khỏi cần bịch nó cũng không sâu nữa. Quá trời trái không mà không bọc là coi như bỏ rồi đó con. Trái nào không bọc là trái đó hư đó. Ông ngoài trời em thấy trái đâu có bự dữ gì. Thì nó đẩy ung vô tôi lên là nó bự vậy đó. Cắt luôn anh ơi, cây này cắt luôn. Cắt cây này luôn ha. Cắt đi. Nga cắt đi nha. Là Nga cắt nè. Ngang đâu? À cây này. Cắt đi. Cái này ở dưới cắt bồng bồng quen rồi lên đây cắt nhãn nhớ chỉ nha, chứ không thôi để cắt luôn cái. Để em thôi cắt mất luôn cái thằng luôn à. Ồ chơi đâu mới gớt. Em cắt không nổi rồi hả? Miễn cắt chứ đừng có nhổ gốc là được à, như bồn rồi à. Bự luôn. Cái này nhổ không nổi đâu. Bồn nhổ nổi chứ cái này nhổ không nổi đâu. Đi cổ. Lụm. Gớt rồi. Sao không sao dễ gì. Này hình như nó chín quá gì phải không? Cái này nếu mà đúng là mình mà. Giá tầm khoảng 4-5 ngày trước mà. Cái này chín quá hình như đụng vô cái hơi mạnh là nó gớt. Tầm khoảng 1 tuần là mình đổ lại là mình được. Cái này là anh Hai bắt đầu anh Hai rồi nè. Rồi. Cái đó chưa tới lứa. Vậy hả? Cái này còn xanh. Giống như mấy trái này thì mình tiễn mình tước vậy nè. Rồi. Ủa sao nó rụng vậy? À mình nghĩ là mình cái trái nào bự phải không? Dạ đúng rồi, con này là mình để lại. Cái này là ba đợi giá cao đó mà anh Hai là trái bữa nay nó chín quá chứ. Vậy mới đổi tay cắt đi. Em giỡn anh Hai thôi, anh Hai cắt đi. Cái chùm này cắt được không? Này cắt được. Mình không có chuyên nghiệp. Không, nhìn thấy cái trái nó vàng nó già đều từ trên đây xuống là mình cắt được rồi. Còn cái trái nào mà nhìn nó còn hơi chấm xanh với cái màu là mình nhìn cái màu mình biết mà. Cái ông cậu cho chùm này giá cao đều trời nè. Đang mình đang nói mình lụm. Lụm. Ấy rồi. Cái con này. Đây, cái này một người cắt và một người lụm nữa. Ừ. Chín dữ rồi. Lựa trái nào bự bự nữa cắt. Ôi trái này để lại luôn mình là mà nó chín đỏ vậy luôn đó. Cái này còn bên này nữa nè. Nó rồi xả cắt thường hả chị em cậu? Trời ơi. Cắt hết luôn đi anh. Dương Tư chắc cũng xả thường hả vậy đứng gút anh sao rồi, phải không? Dương Tư rồi, Dương Tư. Tao cắt chứ không phải như Hưng đâu, tao cắt còn nhỏ hơn của Hưng nữa. Đâu, rồi. Đây bẻ cái này nè. Cắt đây đi. Cái này chín nó bẻ được chân hả chú? Cắn đều luôn. Nhầm chùm vậy mà nhiều khi nó chín cũng không đều phải không? Ờ đúng rồi. Nhãn năm nay nó ngộ vậy các bạn. Chín không có đều. Ở trên nó già chứ mà ở dưới nhiều trái nó còn non. Ổi cũng bi. Trời ngon ha. Trời nè, căng bóng luôn. Chưa. Tải chưa? Tải chưa? Bây giờ mình bẻ mình gom đóng lại đi rồi hồi mình lặt, mình lặt. Gom chỗ nào mát mát đó. Qua ăn đi. Qua mấy cái chụp bên đây mình giữ nè. Qua đây ngay. Dạ. Bẻ mình nữa, đùm bự mình bẻ. Nó có mấy đùm bự đó. Đây là trên này nó lẻ rồi.
Wow. Để lại ủ. Cái này để em. À đã. Này được chưa anh? Bẻ luôn đi. Ờ mấy trái đó thừa thừa gì mà im. Ôi trời ơi ta. Ồ nó vàng luôn kìa. Dân trái. Ủa cái gì dân? Dân trái à. Gì chồng mình chọn mình chứ ai. Nga cầm kéo ngược rồi. Ồ nè, chín rồi nè. Ngược hả? Ừ. Đó, ở bên đó đó. Trái nào trái này ngon. Trời ơi, ăn thoải mái nha ông cậu. Ăn được con khỉ. Cầm cái bà hai tay, cầm hai bà, cầm cái bọc gì sao ăn. Cái này lẻ lẻ, chắc con tỷ nó lẻ lẻ quá. Ừ. Cái bự 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 lớn cái bự bè. Lại luôn. Ôi sao có bé tới cái này chơi. Hỏi đi hỏi. Ôi nó gớt quá trời gớt luôn mày, uổng quá. Gớt thì lộm. Gớt quá gớt luôn mày Dương Tư ơi. À, bắt hôi đi Dương Tư. Ừ. Bắt hôi đi. Sao? Được không? Ngon không? Ngọt quá. Quá ngọt ha. Ngọt như đường không? Ngọt như đường. Ồ trên đó kìa. Sao con quẳng xuống con bé được này, phải có cái ghế leo lên á. Nãy quên nó đẹp mày chứa đi theo. Cưa luôn góc luôn á. Cái chùm bên nó bự quá. Lỡ mấy trái bự đi mình ngặt đi. Chắc này nè. Nó lại đi rồi. Nó mất. Cái lẩm đang không thiết nữa. Em cậu ơi. Này. Trời ơi, trái nào trái đấy nó no hết trơn ha. Trái nào lấy bằng trái nhãn không chứ nhỏ đâu. Đây. Đụng luôn, đụng luôn. Đi chan trái nhãn nha. Ừ. Nhãn hết luôn hả? Có quán. Ôi chừng gớt ông cậu ơi. Bữa nay mướn người đi cắt nhãn tốn cũng bộn tiền mà có thêm phụ này nữa trời. Quá dữ rồi. Rồi. Người cắt người phụ nữa. Người cắt người lụm á. Nhìn phụ quá. Này được luôn nè. Trời ơi sao không đi. Nè, cái chế này được chân nè. Cắt xong đó xuống cái chùm dưới đó mới nhiều. Xuống dưới chùm này nè. Ừ. Bẻ đâu có sao đâu ha Thành. Cầm thiến đi. Thành ơi bẻ được không? Bẻ được. Được anh bẻ đi. Nè cầm. Để cầm bên đó cắt luôn được đó. Rồi gớt một trái lụm cái bự. Vô cây cắt cây chanh gì hết vậy. Nắm nó trọt vô. Rồi, bằng nhánh thôi. Ồ, cắt một cái nó bật cái nhánh lên lúc Mỹ trên luôn. Đứng xa xa gã bật cái luôn á trời mà. Bật lên mấy à, 2 kg à. Ù cái chán à. Quá cứ mấy trái rụng gịch. Mẹ trời, ngủ người ta. Lấm lấm. Trong cái ổ này nhóc hết trơn. Cắt ngay luôn. Cắt ngay luôn. Mình đang ăn nhãn rồi, mình đang ổi cắt cho nó lạc rồi. Lạc. Đó đó bà. Lạc rồi bớt. Lạc rồi bớt. Cái này có muối ớt hay muối tôm thì chấm một cái. Bây giờ không có gì mình ăn không cũng ngon nữa. Dạ. Cái ổ nó chín luôn rồi. Dạ, chín rồi. Chân mắt luôn rồi. Chín quá rồi. Ở đây thì cây nào cũng cho trái hết trơn rồi. Nhưng mà cây thì nó cho trái chín nhiều rồi. Có thằng cây thì nó đang lừng chừng á cả nhà. Hiện tại đang vô mùa nhãn cái nó gộ hết. Ừ. Nó chín đáng lẽ là vậy của người ta mềm rồi đó. Ừ. Cái này cũng nữ hoàng hả bạn? Cái này ruby bạn. Ruby hả? Ruby là ngon nhất phải không? Ruby ngon nhất. Của mình nó chín vậy mà còn cứng vậy là chất lượng hay chứ. Ừ. Cứng như đây cái ruột nó mới. Thử thử vô thử trái chú. Không, không ăn trái ổi được. Không. Ừ. Quá xá ông cậu ơi. Thấy ham quá trời. Cái chùm nó bắt than qua quá. Nè, cái than qua cắt cái đùm đó nó bự rồi đó. Bên nào bên đây nè. Ê bên đó khó đâu lại. Bên đây nè. Nhưng mà chắc là làm kỹ quá, vô trong vườn nhãn các người ta một tay ngậm trái người ta cầm tay quá. Mình dưới làm lúa rồi không rồi lên đây cắt nhãn có thấy gì lạ không con? Cắt nhãn y chang cắt nhãn không? Y chang cắt nhãn mà lúa cắt không ăn được nên nhãn cắt ăn liền ra chỗ luôn.
Nó còn mắc lại nó không chịu xuống nữa hả? Mà chắc mới mốc về trồng quá. Trồng chừng 2 cây là ăn mệt rồi. Ngam quá trời luôn. Gặp nó có lẻ lẻ này. Cắt bỏ túi rồi. Cái trái nó đen luôn để em gục dữ rồi. Đó mình nương nương. À. Mê không? Mê. Trái bự dữ lắm luôn á. Mua cây về dưới trồng nha. 2 cây luôn. Trồng 2 cây luôn. Dạ, trái bự quá. Năm nay nó khác trái bự mà năm nào nay ngay đi nhãn này năm nào để có lúa này nó trái dạ. Cũng bự chứ không đâu. Dạ. Cái giống anh nhãn thì trái nó cũng. Chào cả nhà. Dạ. Nhìn mê quá cô ơi. Ừ. Dạ. Nó gà. Nó gà nhìn đã quá. Ờ, cái khuôn chẩm nó trứng. Dạ. Cũng như nó không có trứng năm rồi nhưng mà biết, biết là ăn sẽ nóng nhưng mà phải ăn. Ăn lại lên đây lâu lâu ăn lại dạ. Không có sao. Nó này ăn nhiều là nó nóng thiệt nhưng mà nhìn là phải cầm lột ăn mới chịu. Sủ nó lên đó chà, con biết không, nó lên cái ở xứ nó không có, nó lên nó ăn chiến nào cũng được đi bác sĩ chứ. Mới thì dạ. Chở đi bác sĩ ngày hôm qua về. Ăn quá trời ăn mà ăn ăn một hơi quá trời. Ăn quá trời luôn con, giờ mới ăn à, không ăn chứ không được. Ta chỉ mình ăn nhãn này về uống nước mưa vô nha, nước mưa. Ừ, nước mưa quá ta. Dạ, cũng có cái mẹo ha. Ơi, cộng trên nè đầu nha. Quá trời cái đó. Ông cộng mới đi chưa được nửa đường nữa mà sao thấy sơ cả chứ ông cộng. Ồ, không có bà mợ ở gần chắc không ai chăm sóc. Bữa nay là tính là có chị hai con đồ lên, ai ngờ đó không có. Dạ, phải mẹ coi tiếp nhà với mẹ. Ừ. À, mới nói với vợ ở dưới thành đó, nó phải nói với cái vợ này luôn. Ông cậu là cái vợ trên đây. Dạ lên đây rồi. Sau khi hái được một bó thì ở đây gia đình cụ Lo Nhãn với gia đình mình sẽ lựa lại để mình chất vô thùng cho bạn Thành mình cũng giao cho khách nữa. Lật nhánh rồi cho gọn lại ha. Tập lật cái này của ông cậu rồi bạn ơi. Trời ơi, lặt cái đó có ký dữ à. Ô cậu bán chắc ấy ông cậu lặt chắc người ta bán giống cậu. Nói là cho nó gọn. Nói lặt vậy đó rồi. Nó gọn. Ông thích thì lặt lại. Lặt lặt cho là mai vậy ông cậu. Đây cái này là dân ở Minh lặt á. Ừ mình lặt nhãn vậy không nghe cậu. Không có lặt nó đó. Cái clip này mà cô chú anh chị đặt cái thùng nhãn này á, nếu mà lỡ có lặt sót là của U Minh thì lặt đấy nha. Để đổi thừa cho U Minh đi. Ông cậu lặt chữa cùi bự lại không mà. Cho nó gọn. Cho mau đầy thùng. Còn mấy cái nữa mà coi thấy mình lấy được. Sao vậy? Sao con hiền dữ vậy con? Cái lẽ này lật kia này biết này, cái này dễ lật nè. Trời thì để nó đi từ từ nha. Cái dễ lật nè. Đứa bạc lụm mình lụm cái lẻ bà sao quay mình không lật được mình lụm cái lẻ vô. À, nhiêu đây là 600 g yếu nè, đếm thử nhiều trái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 trái. Là có trái nhỏ chổng nữa đó, có mấy trái nhỏ đó. Trung bình nó là tầm khoảng 40 trái. Cỡ 35 trái ha chứ. Mình lựa hàng cơi á. Có à. Hàng cơi có ba mấy. 35 trái lại rồi chứ không nữa. Cái thịt nó dày bởi vì. Có gì dùng với mình mua đâu có thứ đấy đâu ta, đâu nhỏ gì đây đâu. Mua ăn á. Nhãn này mà, nếu mà về tới với mình mắc lắm á. Không có thứ này đâu. Dạ. Còn ở dưới không có thứ này đúng rồi. Ở dưới hình như là nhãn Thái. Ở nhãn gì ra biết hết. Nhãn y đo vậy các bạn. Đúng rồi. Ở dưới làm gì có này được, cái này Sóc Trăng mà. Ông tao có đem dưới bán chứ. Rồi ông cậu tính quẩy đem về bán không? Về bán có xe rộng rộng mua đem về bán. Ta đem bán không có chín gì đây đâu. Xong rồi cái đổ sữa cho tôi. Chị vừa. À. Cái này là kêu bằng nhãn chiếc kìa. Nhãn chiếc là có trái trái đó. Rồi. Nhưng bỏ vô luôn. Cái nhánh nhánh hình như cho vô thùng phải không? Nhánh vô thùng lỡ này lụm trái mà, lụm trái lẻ. Nguyên á. Ai biết. Lấy ra đi bạn.
cái nào cũng được chứ. Lụm trái lẻ để dưới có dưới. Lẻ không? Có lẻ có chẳng ha. Cái này thì phải lẻ rồi nè. Không lẻ rồi nó thấy cũng như này nè, mấy cái này nè. Này cũng lẻ luôn. Có trái này phải chịu thôi. Đây chuyển thì bán ngàn ký nhiêu thằng? Ký 100 gram với nhiều. Chuyển mình chai cho khách á. Giá có gì ai bắt sao rồi ai bắt sao thôi nè anh ăn cái hổ hoài tao dục lên căng thử cái bịch này cái làm sao nữa thôi bịch đó ai đón không bịch đó chắc bịch đó giờ cho đón nha cho đâu rồi với bán mẫu 15 thôi ê trời dập giờ đón nhiều chút giờ mọi người mình đón nha 8 kg dê hết nãy. Rồi. Đó thì nó đó hơn. 12 kg. Rồi ăn cậu nhiêu. Chục ký. Bỏ bỏ cái. Ê. Đâu có cho nhìn mà đâu cho bạn. Cho nhìn nè. À. Cái đó rồi rồi hay là nguyên chùm? Nguyên chùm có. Chùm có rồi có. Đều đều vậy đó. Rồi xong chưa? Phải đụng vô. 11 kg rồi 6 cái nè, cái này mới ăn tiền. Rồi. 8 10 11 6. Cái này 10 kg 7. 12. 10 kg 7. 10 ký 4. 10 ký 4. Ghê vậy. 800 gram mà đi đó lụm cái này. Thôi à, tao 10 ký đó. Có mình có cầm 10 ký, hộp có 400 gram à. Vậy giờ cầm vô mới cảm giác được chứ. 11 cái lô sáu đó nè, có 800 gram. Không Thành vô bọc này hàng ngày Thành biết rồi. Nó cầm nó biết. Nhưng không có xách đi bển luôn rồi, nó bỏ bển luôn. Cái này nè. Cái bọc đó đủ rồi. Ờ bọc đó. Cái bọc này cần gọi là có quả luôn nha, hay là bỏ. Thay cái đít ra, thay cái đít trở ra. Cầm cái đùm nhãn thay cái đít trở ra này nó lòi cái tiếng nhãn ra. Bữa nay lặt nhãn náo nhiệt hơn mấy bữa trước không con? Mà bữa nay thu hoạch cũng thấy khỏe hơn. Bữa nay thu hoạch thấy vui quá trời. Này có bên lặt chỗ này chắc phải ở đây lâu lâu mới được quá. Ở hết rồi mới được phải không? Ở đây học thêm phá lại mới được. Chưa hôm nay lên đó cả nhà thì phụ Văn Thành thu hoạch thêm vài chục ký nhãn để giao cho khách thôi. Giờ thì gia đình mình đi tham quan ra phía ngoài sau này để nghỉ mát luôn, nghỉ mệt luôn. Cái nào lúc trước là nó hai thân, cái thân bên đây nó cặp như bên đây này nè. Mà con cắt mới có nằm ấy liền luôn nè. Là một nhánh là hai cái nhánh lên như hai cái nạn thun vậy đó. Nó là sùng. Nó y như nhau luôn mà công nhận nó xù kéo mạnh thiệt. Đây là ngay một cái thẹo bự dữ lắm nè. Cái này chắc không bao lâu nữa nó xù toàn thân luôn á. Nó ăn qua từ từ á. Cái này càng nhóm lên chắc cận năm nữa rồi. Cái này chắc cũng 30 rồi. Khoảng 30, hơn 30. Ba mấy rồi chứ. À, có ba mấy tại vì mới 3 năm mà bự trời. Đủ năm. Gặp mình trong còn 5 6 năm gấp đôi. Tưới nước được tưới nước rồi chung với mấy cái nhãn rồi nè. Phải có phần rồi đó. Nó xài phần nhãn thuốc nhãn luôn. Tại nó này nó hơi khuất nên nó dược dược lên nè. Vậy cái này kêu mai nhãn chứ phải mai xù đâu. Chủ yếu mình nuôi cái thân à, cái tàn mình không quan trọng. Ở phía ngoài này thì toàn là nhãn không à, còn ở trong kia thì sen cây nhãn, cây ổi với những cái cây khác nữa. Ở ngoài này đặc biệt là nhãn không. Nãy giờ gặp sầu riêng nó ăn chứ. Tới mờ nữa rồi, mờ kiếm được sầu riêng nữa. Chủ U Minh quê tôi là tới đặt nhãn nhỏ này là lên nữa nè. Rủ rồi đó nghe, bữa nay gửi là mời đó nghe. Bao lâu nữa? À, tầm khoảng một tháng nữa bạn. Tháng nữa. Cái mai này sinh ra lại vàng. Thấy cũng vàng dữ rồi đó. Mà nó non. Tầm khoảng tháng nữa. Trái ở ngoài này thấy đều hơn trong kia. Cho trái đều. Mấy cái tán cây dây cắt luôn rồi. Thôi cái mai của tôi vậy. Ở ngoài này mấy cái tán cây nhãn này thì nó ra đều hết trơn, cái nó mát. Có một chùm chín nè không cậu? Nghĩa ơi. Nghĩa hả? Trái bự quá kìa. Trái bự quá kìa. Đâu? Đó. Đó. Ông cậu còn dưỡng giọng để cắt nè. Ở dưới tay bạn có hai trái luôn hay gì đó. Nó cũng lâu lâu xen chùm hai chùm nè. Cái trái này, hai trái này chắc được rồi phải không? Được rồi. Rồi, được thiệt rồi. Tới quá, tới.
ăn hai trái cho đều cái gì. Nguyên cặp. Nguyên cặp. Không đều đều bon luôn. Xu gì chứ mấy đó kỹ lắm nha, ăn gà vịt gì xu cũng làm một cặp vậy. Cặp cho đều phải không? Cặp cho đều. Ngọc dưới trời. Mình đi về vô chắc nãy cô là còn thiếu 1 ký 2 ký nữa hả? 4 ký. Vậy là vô mình cắt về vô đó là đủ rồi. Phía trong đây thì sáng cô cũng có chuẩn bị cái nồi thịt kho đó cả nhà. Tại vì hôm nay quá trời bự luôn rồi cô. Nhà cô cũng hơi bận, thành ra cô chưa sợ lên rồi làm đồ ăn gấp quá là cũng sợ chỉnh ở đây con đói á. Dạ. Dạ hôm sau sáng con cũng ăn rồi, giờ mình làm từ từ thôi. Kho nồi thịt kho rượu để khi nào mình đói để mình ăn. Dạ, sáng thì cô với bên Thành cũng bận làm clip ở ngoài chùa. Rồi xong về làm vườn ra thu hoạch nhãn nữa. Nên làm cái nồi thịt kho rượu cho nó dễ. Ở đây thì cái nồi này thì ốp sẵn nấu liu riu đây nha. Mình nấu củi vậy đó nó mềm từ từ đó con. Dạ. Nấu củi thì cái cục thịt nó mềm hơn cái mình nấu gà. Nấu gà thì nó chín nó gút nhưng mà đúng nó không có mềm, cục thịt nó cứng. Nó không có ngon. Dạ. Chứ con thì nấu than thì nó cũng na ná củi này, lửa thì nó không có táp bằng thôi. Dạ. Chứ còn củi thì nó hiếm con. Củi cũng có. Ở đó chàm mà hiếm củi sao con? Chàm thì của gừng của người ta, của mình không có trong đó. Rồi chỉ nấu bằng bếp ga thôi, với than. Con nấu than thường. Rồi món nào cần nhanh thì con nấu bếp ga mini cho nhanh. Cô thì cô không có hồi nào giờ không có nấu than, nấu củi nhãn không à. Dạ tại trên đây có cây sẵn nè. Còn với con lâu lâu có đốn cây bịch đằng hay cây chàm gì đó rồi gom củi rồi vô. Thì ăn thịt kho này với rau sóc. Dạ, cho gọn đi con. Để ăn món thịt kho hôm nay thì Thư cũng có chuẩn bị ít cà đó. Rồi hai loại cà luôn, vị chuối. Ở dưới mọi người ăn cài. Thì em đi chợ em đi. Bữa nay Hư đi chợ đó hả? Dạ. Có gì mình ăn đấy. Đơn giản ăn thôi, tại sáng cũng có ăn sáng lên ăn trước à. Đây là mình ăn cơm. Dạ, mình tại bữa nay thì nhà trên đây cũng có công việc mà. Có chào bà chú chú kìa, đây kìa, đây chú ở dưới. Này chú này chú gì vậy ta? Chú già cui. Chú già cui hả? Già cui nó trắng. Chú già cui chấm mắm chân á, với cá lóc chiên nó ngon. Ngon ngay nữa đó ông cậu ơi, chú già cui ông cậu ơi. Món của ông cậu hay gì đó. Chín rồi, chú chín không hả? Dạ, ăn chú sống phải không? Đây nè, chú sống nè. Chú sống mà. Thiệt là độc. Nó bột bột không? Ngon hơn chú xem nữa. Còn Dương Tư có ăn nghịch lại với em cậu không? Không, không có nghịch mới được. Cặp bài trùng mà. Đây mát hơn với mình không cậu? Nó ít gió rồi nghe. Cây nó phức, hình như bữa nay cũng đứng gió nè. Cây đứng yên à. Chiều nay có chừng mưa. Nắng mưa là chuyện của trời. Làm cậu nắng chứ còn đỡ nắng hơn nhà Yên Tư. Nhà Yên Tư không có cây nhưng mà nó được cái cũng có gió hiu hiu. Không có cây mà được cái nó nắng nữa. Không có cây được cái nó nắng rồi nữa, rồi nó không có gió nữa. Ở đây gió hù hù mà nó gió. Thật ra rất là lộn lắm nha. Gió. Gió này gió nhân tạo. Thịt này ba chỉ luôn à. Dạ. Cái miếng mỡ nhìn nó trong nó ngon ha. Ngon ha, cái rượu ngon ha. Dạ. Này hồi nữa mình cho ớt vô nè. Tại mình nấu cái bếp củi nó cái miếng thịt nó vậy chứ mình nấu cái bếp ga là miếng thịt nó khác hơn nữa. Thế là rượu nóng để mẹ bưng đầy đặn cho. Rồi giờ thì cơm đã xong, xin mời cả nhà mình vô nhập tiệc luôn nha. Đi nhập tiệc nha. Đi ông cậu ơi.
Dạ. Vô cơm luôn xô ơi. Thì đi miếng nước uống kìa. Uống nước sao đó kìa. Có bụi ổi gì vậy không? Uống à. Biết rồi. Tôi uống không được mà tôi nhắc nhở. Nhắc nhở vậy chứ tôi uống được. Chịu mát mát đi mẹ ơi. Thôi chưa nắng mà, chưa nắng ăn cơm. Nhắm hồi nữa cơm à. Trời. Một lát nữa thì uống với cù lao nhãn phải không? Dạ. Chút nữa mình đi mọt giọt đi. Con đi mọt giọt. Bữa nay món này uống rượu cũng được đâu. Uống rượu đau bụng á. Giọt nước. Rồi vô ngồi đi bạn. Vô ngồi tự nhiên như nhà mình đi. Vô nè. Vô nè. Cô ngồi đi cô. Để cái nồi cơm lên trên cũng được. Cho gọng ghế kìa. Thì xin mời cả nhà dùng cơm chung với hai gia đình luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm trưa. Cảm ơn nguồn mình từ xa lặn lội tới đây ha, dùng bữa cơm này mà nhớ là mai mốt kỷ niệm cuộc giáo mình còn hoài nha. Dạ dạ, cái này là còn hoài luôn đó. Ngoài hai ơi. Có clip làm kỷ niệm đó con ơi. Dùng cơm đi coi. Đây cô thịt cô trứng hấp dẫn quá nè. Quá bóng luôn á. Cái miếng thịt này nó bóng luôn, cái trứng cũng bóng luôn. Này cô mới coi mà thấy thấm quá hả con? À cô mới coi rồi, hồi trước khi đi chùa. Cô ấp thịt ngon rồi thêm kho cái lò củi nữa. Lò củi nó ủng hộ một cái nữa thì là đủ điểm luôn. Nhìn vô là thấy bắt mắt liền. Nãy ăn ba cái nhãn gắt cuốn hầm ăn ba mở vừa được rồi chơi. Út Thành nó về nó nhắc gì Tư đồ với mấy chú ở dưới quá trời. Giờ này thì dùng bữa cơm thân mật với gia đình mỗi cây ăn trái giờ mùa này ăn rồi không nổi hết chứ. Thì ăn đi sẵn đây ông cậu ơi. 100 gốc nhãn. Mượn cây muỗng đưa cây muỗng cho cậu sẵn. 100 trái rồi. 100 gốc nhãn ăn nhãn thì. Dạ ông cậu sẵn giùm mấy cục bên đó đi ông cậu. Ăn đâu có nổi. Nổi đâu mà dễ vậy nổi. Mạnh nhất là chỉ có giữ lắm là 1 kg luôn, 1 kg luôn mà phải đi. Đi uống thuốc. Uống thuốc luôn á. Đi bác sĩ cũng như mình đừng có ăn nhạt, cũng như mình ăn vài trái rồi mình gân từ cái chiều cái gì mình ăn nữa không? Thì được chứ mình ăn xuống dập một cái nãy con tính ăn nữa mà con nghe nói thường nó đi bệnh viện rồi con ngưng rồi con không dám ăn nữa. Tại mình ăn một lần một á, thành ra nó mới dễ chứ còn mình ăn mà vài trái nằm hoài không có sao chứ á. Mà ra giường là gặp cỡ là cũng phải ăn chứ. Hình như con thấy nhãn nó có cái độ đường cao á, cái mình kiểu như nhập vô nhiều quá cái nóng nó chịu không nổi. Ai có bị viêm họng bạn mau. Mau hết lắm hả? Vậy chứ mày lại nhãn giường á là mày ăn vậy nhãn không nóng đâu. Mà mày lại nhãn mình ba lại mày ăn kiểu nó nóng. Mà người ta nóng á. Giống mình á. Giống mình á. Thịt con ngon quá. Cánh lắm luôn. Hợp khẩu vị với giá. Dạ hợp con. Con có ăn rau này thử chưa? Dạ chưa. Rau này con chấm rất là sọt đúng không? Này là lá bùng ngót hay gì? Lấy mấy cái này. Mấy người làm đâu hết nửa ký nhãn hả? Tao có cái 2 ký rưỡi thôi ạ. Tao có vô được ký. Tại su nó bệnh vậy thôi chứ thường thường ăn ký cũng nhầm gì chứ. Để ăn nó yếu yếu á. Đúng rồi. Chỗ khác. Mình lại đây hoài vậy nè. Mình nói dở nè đâu á. Trái với hai này chứ không có gì. Đúng không có. Điệt. Qua nước thịt kho này chấm dao ăn kìa. Đắp không? Phải ra tay, gối ra, cuốn ra. Ăn ngon giờ bắt không chơi, bắt giải đi. Bắt giải đi. Cô la cái dao này chấm ngon, để em ăn thử. Nó bị rồi. Bùi ngót thì thường là nấu canh. Canh chứ đó chưa sống. Nấu canh thịt bằm hoặc nấu canh tôm ăn ngọt. Nó ăn với cháo rất là ngon. Cháo nóng, thịt nóng nó ăn bằng cơm. Yeah. Cháo lên gì nè. Rồi. 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 Mát vô. Cháo vô. Cháo vô. Dạ. Cũng như mình thấy như rau má hoặc rằm thế. Giá, ăn giá, ngon hơn giá nữa. Dạ. Ăn chắc mát. Rớt nó rớt. Nấu cháo tôm. Không nhận cho mình nấu thơm nữa. Dạ. Nó buồn sao. Một lần còn chết. Ngon. Cứ nhậu mà đâu có cần gì đâu, chỉ có một cái chảo cháo gì với mới rau vậy là nhậu được rồi đó, 4-5 đứa. Cậu uống mát quá, cái nhậu dữ lắm à. Đi mình có cái cháo đó mình húp á. Nó khỏe người hả?
Sữa gì mềm mềm nhất là con hai nè. Con hai ăn mở rồi, mềm đó. Ăn đi ăn no với mắc cỡ rồi tối chết rồi chết. Mắc cỡ đó. Mắc cỡ thì mình chén nữa. Ở hai ba ngày đó. Này nè. Nó có lớp ở trên. Thằng đó đập đập thiệt luôn á, thịt nó để nó đè dẻ nó ăn mỡ nó gấp cái cổ lại. Mệt. Ai con gấp cái mặt đưa thì có hai đi. Tính ra chỗ lạnh 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 nó đưa cục mỡ giống chỗ khác. Tính vụ cho ăn mỡ mà ăn rồi đâu cậu hai thích mỡ. Ngay món luôn. Chỗ khác là món yêu thích luôn cả. Mỡ dễ nhai nó không có mắc răng. Mỡ dễ ăn. Ừ. Ừ. Cái này đi hoài nhìn cũng không có. Bơi hoài mắc cỡ quá. Bẻ con cơm tự bới cho quên, chứ ai bới giùm lâu mà. Bẻ con cơm tự đi bới đi, chứ ai bới giùm đâu. Mắc cỡ quá. Nhưng mà chắc sạch nồi cơm thì thôi. Gắn cho hết nồi cơm. Mình nấu tới hai nồi. Tại nồi hơi nhỏ đó. Này dán làm chén nhau. Em hưởng dĩa cơm mà sáng không ông cậu? Mình ăn con nhà ngon cơm trắng. Dạ. Ăn cơm ở nhà không tốn tiền. Cơm tiệm mà sao bạn tốn tiền? Con không tốn tiền mà. Ăn cơm tiệm tốn tiền nhiều khi không ngon mà phải ăn hết phải không? Rồi, có hả? Chán cơm vậy? Dạ. Ngày qua mình mới ăn à, mới ăn vô muốn rồi chứ không phải bất ngờ vô muốn nữa rồi. Sao mà con thấy rau sống này chấm cũng ngon rồi. Hôm nay thử cái lá này ngon. Chấm ngon. Nó bùi. Chắc rau muốn này anh, lắm rồi. Cái nào nó ngon quấn nguyên cọng luôn. Cái này, này chắc không ngon. Cọng hơi dai nhưng mà cọng hơi cứng à. Cái cọng cứng. Nhớ cái đám rau muốn nhà con cậu. Tước cái lá nè. Gì đó trời, bánh nè. Cái này ngủ đông không cọng luôn á. Cái mặt ruộng nó lúa lên nó chậm hơi dài à. Cái phẩm nó hơi dài. Điều tra sơ sơ tống giam được. Cũng thơm đó nè. Nó bùi bùi. Dạ. Nó không có bị bắn gì. Giờ thì có 1 tháng nữa là coi có đầu có một súng không ổng à. Giá ăn cái dĩa. Giờ cũng có lai gai đó ông cậu mà bụi nhỏ nhỏ. Nhỏ. Lấy 5 chén này. Tối bụng không mà ăn cơm nhập tâm với yên tinh. Ăn nhãn, ăn nhãn, nó không chết rồi. Thôi chẳng chắc này, ở nhà chắc này nó ăn cơm à. Cảm ơn mãi 12 giờ mà ăn cơm. Vậy vậy vậy. Nãy giờ cũng cơm á, sợ lâu lên đây mà để trễ quá, sợ đói. Dạ, không sao quá. Ở nhà cũng 12, 1 giờ mới ăn không à. Sáng có ăn sáng rồi. Bữa nay có ăn sáng hết chứ bình thường không ăn sáng mà tới 1 giờ mới ăn cơm chưa? Ở quán mình, ba, mình đâu 2-3 giờ mới ăn hả? Dạ, quay YouTube về nhìn bữa. Nhìn bữa cái trễ, cái xế mới ăn.